Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ 55 năm ngày Bác đi xa, ngày 2 tháng 9 năm 1969, ngày 2 tháng 9 năm 2024, tối ngày 30 tháng 8 tại Quảng trường Ba Đình Lịch sử, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Lời Người Để Lại. Chương trình khẳng định giá trị cốt lõi và những đóng góp quan trọng của di chúc Bác Hồ trong thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua. Tham dự chương trình có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trước lúc đi xa, Bác Hồ kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản di chúc thiêng liêng, thể hiện tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của người với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Di chúc của người dù chỉ vỏn vẹn 1.000 từ, nhưng chứa đựng nội dung của một cuộc đại tổng kết lý luận và thực tiễn về sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, về Đảng, về dân, về nước, về quốc tế, về việc riêng của người. Đồng thời là một thiết kế lý luận về đổi mới và phát triển, định hướng cho bước đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong tương lai, mà mục tiêu cao nhất là hướng tới quyền làm chủ và hạnh phúc của nhân dân. Bản di chúc được Bác cẩn thận đánh máy và viết tay, chỉnh sửa nhiều lần, là bút tích cuối cùng người để lại cho dân tộc, cho đất nước, gửi chọn tình yêu thương, lời huấn thị cuối cùng. Bản di chúc là kết tinh những giá trị đạo đức, văn hóa và tình cảm cao đẹp, là dấu ấn của một trí tuệ lỗi lạc, một trái tim nhiệt huyết của nhà yêu nước, một vị lãnh tụ vĩ đại, đồng thời là người chiến sĩ cộng sản, kiệt xuất. 55 năm Bác đã đi xa, song tư tưởng, đạo đức và bản di chúc thiêng liêng của người luôn đồng hành, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một lòng kiên định và kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà người đã trọn đời cống hiến, quyết tâm mang lá cờ bách chiến bách thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đích thắng lợi cuối cùng. 55 năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên dưới một lòng kiên định và trung thành với lý tưởng cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện di chúc thiêng liêng của người. Di chúc Bác Hồ với những tầm vóc giá trị vượt thời đại không chỉ có ảnh hưởng đến lớp thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, mà mãi sẽ là nguồn cảm hứng cho lớp lớp các thế hệ thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh.